Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Nguồn Quy Chính Truyện. Tập 68. Chương 671, Đạo Nhân Giấy Hậu Cần, 4. Lại nhìn, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, cưỡi mây đi đến phía trên chúng tiên độ tiên môn, mí mắt khép hở. Tóc trắng khẽ nhúc nhích, quanh người có khí tức huyền hoàng chậm rãi rủ xuống, không gian xích bị hắn thu vào trong tay áo. Linh niệm nhảy lên trong đáy lòng, ý niệm của tháp đại gia trở thành tiếng gọi, tiểu đồ đệ, lần này phải làm thế nào? Trực tiếp làm gỏi nhiên đăng sao? Đã sớm thấy chiếc quan tài hỏng và ngọn đèn quan tài kia không vừa mắt, hôm nay lão gia ngầm cho phép, chúng ta nhất định phải đánh chết gã. Tháp đại gia đừng vội, sau đó còn có một vị cao nhân tới trợ trận. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười nói một câu, nhiên đăng dù sao cũng là phó giáo chủ xiển giáo. Chúng ta trực tiếp ra tay là có một chút không quá ổn thỏa, xem có thể buộc hắn ra tay đối với chúng ta hay không, chúng ta mới phản kích. Tháp đại gia buồn bực nói, còn có ai tới? Đại đồ đệ đang nằm ở dưới gốc cây xem kịch, không có ý tứ tới chơi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiểu đồ đệ ngươi cũng đừng xem thường nhiên đăng. Vào thời điểm viễn cổ, tên gia hỏa này liền rất gian manh, quả thật là có một chút ý tứ thâm tàng bất lộ. Lão gia cũng đang nhìn, ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương ở dưới tay gã. Lý Trường Thọ trầm mặc, Thái Thanh lão gia cũng đang ngồi ở nhà xem kịch. Lại có linh niệm truyền đến, lại là không gian xích cũng mở miệng, nói một câu ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, ngọn đèn của nhiên đăng rất lợi hại, phải cẩn thận. Lý Trường Thọ nói tiếng cám ơn, càng cảnh giác hơn mấy phần. Mặc dù sự cảnh giác đối với nhiên đăng trước đây đã vượt qua 10 phần. Đây là lần thứ mấy giao thủ cùng với nhiên đăng. Cách không giao thủ thì không tính, lần thứ nhất cứng đối cứng cùng với nhiên đăng. Đối phương sau khi bị chính mình cướp được thế thượng phong còn có thể tiến thối tự nhiên, biểu lộ ra khuôn mặt có độ dày bất phàm. Hôm nay, đoán cũng đều không cần đoán, nhiên đăng nếu đã lựa chọn đối chiến chính diện với chính mình, hẳn là sẽ sử dụng 2-3 thủ đoạn, trong lời nói mai phục 5-6 loại chuẩn bị. Nhưng mà, Lý Trường Thọ lại là không hoang mang một chút nào, thậm chí là lần đối chiến này, cũng đều khinh thường đoạt dùng nước bọt để giành quyền kiểm soát bầu trời cùng với nhiên đăng. Quả nhiên, nhiên đăng vừa tới phía trên chúng tiên đạo vi tiên tông, bên trên khuôn mặt nhìn như ngay ngắn trang nghiêm kỳ thực gầy gò tiểu tụy của gã. Lộ ra một chút bất mãn, mở miệng nói, bất quá chỉ là tranh chấp phàm tục, vốn sẽ không làm bị thương hỏa khí tam giáo, vậy tại sao thủy thần lại đích thân hiện thân? Toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng, tiên nhân hai bên không dám loạn động, không dám lên tiếng. Tiên thức và ánh mắt đều hội tụ ở phía trên cao nhân nhân giáo nâng tiểu tháp, thủy thần thiên đình. Làm sao lại? Không có tiếng. Lý Trường Thọ lặng đứng tại kia, mí mắt khép hờ, như là tâm thần không có ở nơi này. Trên mặt đất, Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn luôn nhắm mắt đả tọa, vào giờ phút này cũng có một chút hiếu kỳ mở mắt ra. Nhưng nàng liếc nhìn Lý Trường Thọ đứng chắp tay bên người, nhớ tới lời căn dặn của sư huynh trước đó, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Trong bầu trời đêm, tràn ngập một chút xíu xấu hổ. Nhiên đăng đạo nhân cũng không có một chút dị dạng nào, lại mở miệng nói, thủy thần đã không nói. Chính là nhận việc này, tiên tông nhân giáo các ngươi lấn xiển giáo chúng ta như thế, việc này nên luận như thế nào? Tiên nhân hai bên lại đợi một hồi, thủy thần vẫn chỉ đứng lẳng lặng tại kia, không hề có động tĩnh gì. Nếu không phải huyền hoàng tháp trong tay thủy thần đang từ từ xoay tròn, chúng tiên còn tưởng rằng, đây là hình ảnh đứng im. Chuyện ra sao? Nhiên đăng thì trái lại, vào giờ phút này lông mày nhăn sâu, thần quang nhảy lên trong mắt, dường như đã suy nghĩ rất nhiều, tính kế rất nhiều ở trong thời khắc ngắn ngủi này. Thủy thần. Trong lời nói của nhiên đăng mang theo mấy phần nộ khí, không phải là cảm thấy phó giáo chủ xiển giáo như bần đạo không xứng nói chuyện với ngươi, muốn mời giáo chủ xiển giáo chúng ta đích thân đến. Lý Trường Thọ không trả lời ba câu hỏi, cho dù nhiên đăng kiên nhẫn mạnh hơn, vào giờ phút này cũng nhất định phải làm ra sắc mặt giận dữ. Nhưng Lý Trường Thọ chính là đứng bình tĩnh tại kia, dường như đã ngủ rồi. Chuyện này. Trên đỉnh đầu của chúng tiên hai bên đạo vi tiên tông, độ tiên môn tràn đầy dấu chấm hỏi, không biết trong hồ lô của vị thủy thần thiên đình này rốt cuộc bán thuốc gì. Nhưng kỳ quái chính là,
Chúng tiên đột nhiên cảm thấy Nhiên Đăng liên tục hỏi ba câu không được đáp lại, có một chút xấu hổ. Đạo vi tử tu hành tại Ngọc Hư Cung thấy thời cơ đã tới liền lập tức đứng dậy, hất phất trần trong tay lên. Vái chào đối với Thủy Thần, miệng nói, Thủy Thần sư huynh, Nhiên Đăng lão sư đang hỏi ngươi, vì sao lại không đáp? Lý Trường Thọ chậm rãi nâng mí mắt lên, thần quang lóe lên trong mắt, giống như mới lấy lại tinh thần ở trong mộng. Ồ, phó giáo chủ Nhiên Đăng đã đến rồi sao? Tốc độ ngự không ngờ lại nhanh như vậy. Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái, thất lễ, thất lễ, việc này là do ta không phải, là do ta không phải. Cấm chế nguyên bản ta thiết lập cho cỗ hóa thân này, chính là nhìn thấy có người cúi người vái chào, tâm thần sẽ lập tức quay trở về. Lại quên mất, phó giáo chủ Nhiên Đăng tự xưng là người cùng thế hệ với thánh nhân lão gia, ngày bình thường cũng sẽ không làm lễ đối với người khác. Đây quả thật là lỗi của ta đang xem một con nai sừng tấm lăn lộn trên tuyết bằng hóa thân khác, xem quá mức nhập thần. Tạm thời không thể chú ý đến sự xuất hiện của phó giáo chủ Nhiên Đăng, phó giáo chủ Nhiên Đăng vừa mới nói cái gì. Có thể nói lại một lần, dưới bầu trời đêm, càng thêm tĩnh, lặng so với vừa rồi. Vào giờ phút này chúng tiên đạo vi tiên tông vừa sợ vừa giận, bọn họ đều xem như xuất thân từ xiển giáo, phó giáo chủ nhà mình bị người chế nhạo như thế, tất nhiên là không cam lòng. Chúng tiên độ tiên môn ngược lại là chỉ cảm thấy vị thủy thần thiên đình này có một chút lợi hại, hoàn toàn không để vị đại năng viễn cổ Nhiên Đăng này vào trong mắt. Đây hẳn là lực lượng của nhân giáo bọn họ. Ngược lại là trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu, trong mắt vào giờ phút này nhiều hơn mấy phần suy tư, cẩn thận thể hội thâm ý trong lời nói của thủy thần. Cao thủ như vậy rằng co, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể chỉ có ý tứ tầng ngoài. Thủy thần nhìn như là quanh co lòng vòng mắng Nhiên Đăng mất cấp bậc lễ nghĩa, trên thực tế, một tầng càng sâu hơn. Ừm, có thể đang mắng Nhiên Đăng là một con nai tơ ngốc nghếch. Chuyện này lại là vì cái gì? Quý Vô Ưu mặt ngoài duy trì bình tĩnh, trong đáy lòng cũng không sai biệt lắm cùng với đám luyện khí sĩ ở đây, đều là cảm thấy khó hiểu. Sắc mặt của Nhiên Đăng vô cùng âm trầm, lần này ngược lại là thật sự có một chút tức giận. Thủy thần, sao phải đánh rơi thân phận như thế? Hung hăng càn quấy ở chỗ này, không sợ bị người nhạo báng sao? Chương 672, Đạo nhân giấy hậu cần, 5. Xin phó giáo chủ Nhiên Đăng chỉ giáo. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, trong bất tri bất giác, lại nắm giữ chủ động chủ đề, xúc động hô, còn xin phó giáo chủ Nhiên Đăng nói chuyện chú ý dùng từ một chút. Ta biết phó giáo chủ Nhiên Đăng vô cùng thống hận đối với tam giáo thân như một nhà, khục, vô cùng giữ gìn. Nhìn thấy tình hình Dương Cung Bạt Kiếm nơi đây, trong đáy lòng chắc là có một chút nóng nảy, đến mức không thể lựa lời nói. Nhưng ta bây giờ dù sao cũng là chính thần thiên đình tam giai, tổng quản thủy sự tam giới, thân phận có rơi hay không cũng không quan trọng. Phó giáo chủ Nhiên Đăng nói ta hung hăng càn quấy, bị người nhạo báng, chẳng lẽ không phải nói rằng thủy sự tam giới đều là hồ nháo, đường đường là thiên đình lại bị người nhạo báng. Hít hà, hai câu này của phó giáo chủ Nhiên Đăng không phải nói là bất mãn với hai chữ thiên đình, âm thầm trào phúng đạo tổ lão gia hạ chỉ lập thiên đình. Sai lầm này cũng thật lớn. Quý Vô Ưu nghe được lời này, vào giờ phút này khóe miệng cũng đang điên cuồng run rẩy. Cái gì gọi là thượng cương thượng tuyến? Đây mới là thượng cương thượng tuyến. Vị Nhiên Đăng này chỉ nói bốn chữ hung hăng càn quấy, liền bị kéo tới vấn đề vũ nhục đạo tổ nghiêm trọng như vậy. Nhiên Đăng càng là không dám chờ lâu, lập tức mắng trở về, tu vi cưỡng từ đoạt lý của thủy thần, quả nhiên là càng ngày càng cao thâm. Ta vô cùng kính trọng đối với mấy vị giáo chủ, đối với đạo tổ lão gia càng là sùng kính vô hạn. Thật sao? Lý Trường Thọ mỉm cười, thản nhiên nói, vì sao ta lại không tin? Nếu sùng kính đối với đạo tổ lão gia như vậy, năm đó Tử Tiêu Cung giảng đạo, phó giáo chủ Nhiên Đăng ngay cả ba lần cũng không đi. Chậc chậc, phó giáo chủ nói năng bất nhất như vậy, không khỏi làm cho người ta hoài nghi, ngày hôm nay ngươi luôn mồm hô hào tam giáo một nhà. Thế nhưng trong đáy lòng lại đang mưu tính làm như thế nào để tam giáo phân rã, suy yếu đạo môn. Đừng có ngậm máu phun người. Thủy thần liên tiếp nhằm vào phó giáo chủ xiển giáo như bần đạo, càng là nói xấu thanh danh của bần đạo khắp nơi, muốn như thế nào. Toan tính chuyện gì? Trong mắt Nhiên Đăng lấp lóe hàn quang, quả nhiên là bị đâm vào vết sẹo. Ta ngậm máu phun người. Trong tay Lý Trường Thọ nhiều thêm một quyển trục chưa ghi, quyển trục này lấp lóe ánh vàng, trên đó tản ra uy áp thiên đạo nhàn nhạt.
Lý Trường Thọ giơ quyển trục lên cao cao, cất cao giọng nói, Phó giáo chủ Nhiên Đăng, ngươi âm thầm chỉ thị Đạo Vi Tử. Bố cục xung quanh Hồng Lâm Quốc vào hơn 20 năm trước, tính kế làm khó dễ ngày hôm nay, đoạn sự tình sinh kế của Độ Tiên Môn. Ngươi có dám phát lời thề đối với thiên đạo ở trước mặt mọi người, để cho các vị thánh nhân lão ra làm chứng, chứng minh chính mình trung thành cảnh cảnh đối với xiển giáo, tuyệt đối chưa từng tính kế sự tình tam giáo. Nhiên Đăng lạnh nhạt nói, Thủy Thần có dám phát lời thề đối với thiên đạo ở trước mặt mọi người, chưa hề cố ý nhằm vào phó giáo chủ xiển giáo như bần đạo. Phó giáo chủ hẳn là sợ, Thủy Thần hẳn là sợ rồi sao? Không sai, ta xác thực sợ, sợ, thừa nhận. Nhiên Đăng nhướng mày, gã vừa có ý đồ chiếm cứ chủ động ở bên trong giao phong ngôn ngữ, lúc này đột nhiên bị Lý Trường Thọ quẹo thật nhanh, hất thân hình ra một lần nữa. Ánh mắt của Lý Trường Thọ dần dần trở nên ảm đạm, trên mặt có một chút bi thương không hiểu. Hắn đi về phía trước hai bước, cầm quyển trục trong tay, chậm rãi mở ra, nhìn lực lượng thiên đạo nồng đậm trên nó. Nhãn cầu thực hiện những chuyển động nhỏ chậm rãi đọc từ phải sang trái và từ trên xuống dưới, nhưng sau khi đọc đoạn đầu, hai tay đột nhiên tuôn ra một cỗ tam muội chân hỏa, trực tiếp đốt quyển trục này. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, ta đúng là sợ, phó giáo chủ Nhiên Đăng. Đạo môn kinh doanh lâu năm như thế, thánh nhân lão gia truyền đạo, đệ tử thánh nhân vất vả cày cấy tại tam giới, vẩy hỏa chủng đạo môn khắp thiên địa, mới có đạo môn đại hưng bây giờ. Phó giáo chủ Nhiên Đăng dù có đủ kiểu không phải, dù có ngàn loại tính kế, dù có vạn loại tâm tư, cũng đều là phó giáo chủ xiển giáo. Nếu vì chuyện như vậy mà động vào ngươi, liền sẽ ảnh hưởng đến vận thế xiển giáo, liền sẽ ảnh hưởng đến khí vận đạo môn. Ai? Thở dài một tiếng, nửa lời thương tiếc, thân ảnh râu tóc bạc trắng kia, phủ lên một loại bất đắc dĩ, một loại bi phẫn. Lúc này, đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng, mang theo không hiểu, mang theo nghi hoặc, càng là có người trực tiếp mang. Theo phẫn hận, Quý Vô Ưu thì là đầy dẫy khao khát, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thủy Thần, trong đáy lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đây là cảnh giới gì? Đây chính là Thủy Thần Thiên Đình sao? Quý Vô Ưu cũng vô pháp cam đoan chính mình hoàn toàn xem hiểu trận giao phong vừa rồi, y đại khái có thể hiểu được mấy bước ra tay của Thủy Thần Thiên Đình. Đầu tiên là bắt đầu trầm mặc, tránh né mũi nhọn, sau đó tránh hư né thực, nắm giữ chủ động, theo sát thượng cương thượng tuyến, triệt để xáo trộn tiết tấu làm khó dễ của Nhiên Đăng. Đặc sắc nhất chính là một màn từ không sinh có này, trực tiếp đốt đi quyển trục vào trước khi đối phương yêu cầu mở ra, nhờ vào đó trực tiếp dội xuống một chậu nước bẩn khó phân biệt. Vị Nhiên Đăng kia vào giờ phút này chỉ có thể trầm mặc, nói cái gì cũng đều sai. Tại thời điểm này, một phương nhân giáo đã xem như thắng, thành công chuyển những mâu thuẫn có thể có giữa xiển giáo và nhân giáo, biến thành chất vấn đối với vị phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng này. Lại liên tưởng đến, Nhiên Đăng một không phải là đệ tử của thánh nhân, hai không phải là đệ tử ký danh của đạo tổ, vốn là ngoại đạo. Quý Vô Ưu liền giật mình, những lời này của Thủy Thần còn giấu giếm sát chiêu như vậy. Giết người không đao kiếm, cũng chỉ như vậy mà thôi. Bẩn, thật sự bẩn. Tiếp theo, Quý Vô Ưu cũng bắt đầu hiếu kỳ, không biết Thủy Thần đại nhân sẽ đánh nước cờ nào kế tiếp. Đúng vào lúc này, có một tiếng hừ lạnh hơi kỳ dị vang lên ở bên tai chúng tiên, giống như sấm sét nổ vang, làm cho tiên nhân tu vi hơi yếu choáng đầu hoa mắt một hồi. Chân trời có hào quang năm màu sáng lên, thần quang này giống như thần điểu dương cánh, đảo mắt liền tới phụ cận, hóa thành một đạo thân ảnh thon dài. Người tới người mặc áo vải xanh, đầu đội mũ phượng màu vàng, ngẩng đầu dạo bước mà đến, khí tức giống như một mảnh hỗn độn. Quanh người có năm đạo thần quang nhàn nhạt, cái cổ thon dài, khuôn mặt tuấn tú, hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta khó nhìn ra là nam hay nữ. Y tiến về phía trước, ánh mắt khóa ở trên người Nhiên Đăng. Vào giờ phút này Nhiên Đăng chính là nổi giận trong bụng, lặng lẽ nhìn sang, hai đạo ánh mắt va chạm trong không trung, đọc được địch ý trong mắt lẫn nhau. Chợt nghe Thủy Thần Thiên Đình nhỏ giọng thầm thì ở phía xa, Khổng Tuyên đạo hữu, đừng có xung đột như thế, đây chính là phó giáo chủ xiển giáo, có địa vị cực cao trong giáo. Nhiên Đăng. Khổng Tuyên hơi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra mấy phần ý khinh thường, không phải chính là Linh Thiếu Sơn lão đạo chế tạo linh quan thời viễn cổ, người khiêng quan tài đi ăn uống khắp nơi sao? Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 673, Đạo Nhân Giấy Hậu Cần, 6.
Khổng Tước đạo hữu. Nhiên Đăng hiển nhiên có thể nhận ra Khổng Tuyên là ai, nhưng đúng như suy nghĩ ban đầu lúc Lý Trường Thọ mưu tính, Nhiên Đăng cũng không biết thực lực của Khổng Tuyên lúc này như thế nào. Nhiên Đăng bị hắn kích thích ra hỏa khí, vào giờ phút này vừa vặn tìm được cửa đột phá. Nhiên Đăng bình tĩnh nói, đừng có trêu chọc nhân quả tai họa cho chính mình, Niệm Tình Phượng tộc các ngươi không có nhiều huyết mạch, nhanh chóng rời đi, tránh cho bần đạo ra tay đả thương ngươi. Nhân quả tai họa, ra tay làm tổn thương ta. Khổng Tuyên hơi híp mắt phượng thon dài, ngươi thật sự cho rằng làm phó giáo chủ xiển giáo liền trở thành người trong nhà đạo môn? Huống chi chức vị phó giáo chủ này của ngươi bất quá chỉ là chính mình dày mặt dày mũi đi đến chỗ của thánh nhân lão gia cầu được. Hồng Hoang phàm là sinh linh còn sống từ thượng cổ, ai không biết chuyện này? Ồ, Lý Trường Thọ bưng phất trần ở bên cạnh buồn bực hỏi, là thế sao? Không thể nào, phó giáo chủ Nhiên Đăng tu vi cao thâm, có nhiều linh bảo, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Khổng Tuyên nhún nhún vai, nói, không tin thì có thể đi hỏi những người khác. Khổng Tước điều lớn mật, ngày hôm nay nần đạo liền thành toàn ngươi. Nhiên Đăng đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh vàng chiếu sáng thiên địa, bầu trời đêm giống như ban ngày. Chỉ thấy Nhiên Đăng hiện ra pháp thân bảo tướng cao 6 trượng đang ngồi, đưa tay ném ra một đạo thanh quang đối với Khổng Tuyên, bên trong thanh quang là một đoạn trường xích. Trường xích này đảo mắt hóa thành dài mấy trăm trượng, đập xuống giữa đầu Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt không có một chút ý khẩn trương nào, tay phải giơ cao. Ngũ sắc thần quang quanh người cùng nhau lấp lóe, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đầy màu sắc trước mặt, chộp về hướng hư ảnh trường xích. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, bàn tay lớn ngưng tụ thành từ ngũ sắc thần quang trực tiếp chống đỡ trường xích Nhiên Đăng ném ra. Thần quang trong lòng bàn tay lay động, tiên thiên ngũ hành khí tuần hoàn xoay chuyển, trường xích run lên bần bật. Bảo tướng của Nhiên Đăng đạo nhân lắc người về phía sau, khuôn mặt trang nghiêm biến sắc, thanh trường xích kia đã triệt để mất đi liên hệ với gã. Bàn tay lớn và hư ảnh trường xích kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trường xích hóa thành chiều dài 2 thước, bị Khổng Tuyên nắm trong tay, nhẹ nhàng chuyển 2 vòng tại đầu ngón tay. Khổng Tuyên cười nói, đạo hữu quả nhiên là phế vật. Nhiên Đăng vào giờ phút này vừa sợ vừa giận, nếu đổi lại bình thường đã sớm rút đi, nhưng ở trước mặt nhiều tiên nhân như vậy, gã ném bảo vật xong liền đi, sau này cũng không cần đi lại tại Hồng Hoang. Thế là Nhiên Đăng ngưng tụ thành cự trưởng đập về hướng Khổng Tuyên, ngũ sắc thần quang quanh người Khổng Tuyên hóa thành một đạo cầu vồng, bao trùm bản thân, trực tiếp đánh về phía bảo tướng của Nhiên Đăng. Ánh đèn linh cữu trên vai của Nhiên Đăng nở rộ, không gian quanh người giống như vũng bùn, nhấn một ngón tay về phía Khổng Tuyên, không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Khổng Tuyên đương nhiên sẽ không ngạnh kháng chính diện, thân ảnh tránh về phía bên trái, tay trái mở ra, ngũ sắc thần quang quét về phía đạo thể của Nhiên Đăng. Chỉ một thoáng, thần quang lấp lánh, ánh vàng nồng đậm. Linh cữu bảo đèn phun ra hào quang 7 màu, miễn cưỡng ngăn trở ngũ sắc thần quang, nhưng hào quang lại đang vỡ vụn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đúng vào lúc này, chợt nghe tiếng xé gió nổ vang, lại có một thanh trường xích hiện thân ở phía sau đèn linh cữu. Thanh trường xích này có ngoại hình gần giống thanh trường xích của Nhiên Đăng, uy năng tản ra trên đó, xa xa không phải là thanh trường xích của Nhiên Đăng có thể so sánh. Thủy thần, trực tiếp ra tay. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ, tháp đại gia đang giống to, đánh đèn của gã, đánh đèn của gã. Từng tầng làn sóng tràn ra trên không gian xích, ở trong nháy mắt Nhiên Đăng chưa kịp làm ra ứng đối, trực tiếp đập vào trên ngọn linh cữu bảo đèn kia. Hào quang 7 màu lóe lên lập tức ảm đạm. Bức đèn bảo đèn chỉ còn một chút hơi sáng, bản thân bảo đèn tức thì bị không gian xích trực tiếp đập bay. Ngũ sắc thần quang cuốn về phía Nhiên Đăng, Nhiên Đăng lập tức giải tán bảo tướng, thân ảnh miễn cưỡng lóe ra từ bên trong ngũ sắc thần quang, vội vàng đuổi theo hướng bảo đèn của chính mình bị đánh bay. Đúng vào lúc này, Nhiên Đăng nghe được một câu nói, khiến cho gã suýt nữa thì nổi điên. Hai vị, đừng đánh nữa. Lý Trường Thọ ở bên cạnh hô to, coi như cho thủy thần ta một chút mặt mũi. Khi nói chuyện, tay phải của Lý Trường Thọ đã triệu hồi thanh không gian xích linh bảo tiên thiên kia, nhắm chuẩn vào bảo đèn bay ra ngoài, ném tới một lần nữa. Lý Trường Thọ chỉ vẻn vẹn làm ra động tác ném về phía trước, không gian xích liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh linh cữu bảo đèn, vào trước khi Nhiên Đăng bắt được, đánh bay chiếc bảo đèn này một lần nữa. Ngũ sắc thần quang xoắn tới từ bên cạnh một lần nữa, trong mắt Nhiên Đăng tràn đầy phẫn hận. Trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa lưu ly bảo tháp.
dùng bảo tháp ngạnh kháng ngũ sắc thần quang, lại bị ngũ sắc thần quang quẹt cho thân hình lảo đảo, tiên quang hộ thể lấp lóe không yên. Nếu không phải Nhiên Đăng có cảnh giới cao thâm, tích lũy hùng hậu, chỉ sợ ngũ hành lúc này đã rối loạn, tu vi bị phong. Lưu ly bảo tháp chịu ảnh hưởng của ngũ sắc thần quang, tiên quang cấp tốc ảm đạm. Lý Trường Thọ triệu hồi không gian xích, lại hô to, Khổng Tuyên đạo hữu, ngươi đừng có tức giận, ta thay mặt phó giáo chủ Nhiên Đăng xin lỗi ngươi. Đạo hữu tuyệt đối không thể lấy quá nhiều bảo vật của phó giáo chủ Nhiên Đăng, làm như vậy, chỉ sợ phó giáo chủ Nhiên Đăng sẽ thật sự không ngăn được thần quang của ngươi. Khổng Tuyên nghe vậy lập tức cười híp mắt, y vốn là không muốn lấy hai đánh một, lại dùng thần quang của chính lấy bảo vật của địch nhân. Mặc dù có thể, nhưng không cần làm như thế. Nhưng thủy thần cũng đều đã nói như thế, y tự nhiên sẽ phối hợp, lúc này nhắm chuẩn vào tòa lưu ly bảo tháp kia, ngũ sắc thần quang vừa đi một hồi, liền nhẹ nhõm mang bảo tháp trở về. Nhiên Đăng tức đến mức muốn thổ huyết, vào giờ phút này lại là không lo được bảo tháp, chỉ muốn bảo đèn bản mệnh của chính mình, trong miệng hét lớn, các ngươi đừng có quá đáng. Tiếng nói im bặt mà dừng, không gian đột nhiên triệt để bị phong tỏa. Hoa! Một làn sóng nước lay động qua không gian các nơi, tinh không biến thành một mảnh màu xanh thẳm, trên bầu trời có 24 ngôi sao to lớn lấp lóe. Đạo vận huyền diệu kia, trực tiếp định Nhiên Đăng đạo nhân vào giờ phút này không có bảo vật hộ thân ở trên không. Liền nghe không trung truyền đến một tiếng hét lớn, phó giáo chủ Nhiên Đăng chớ sợ. Bần đạo đã bảo vệ ngươi, các vị cho Triệu Công Minh ta mặt mũi, đừng có lại đánh. Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi không gian xích, liền nghe Triệu đại gia vừa hiện thân trong không trung ai nha một tiếng. Không xong, bảo bối của bần đạo làm sao lại hư rồi, không nghe sai khiến của bần đạo. Trong không trung, Nhiên Đăng đạo nhân duy trì thân hình nhào về phía trước, trên khuôn mặt khô gầy tràn đầy tức giận, hai con người cơ hồ lồi ra ngoài. Chương 674, đạo nhân giấy hậu cần, 7. Sao Triệu đại gia lại tới đây? Lý Trường Thọ đối với chuyện này ngược lại là thật sự không có dự liệu được. Hắn đã từng cân nhắc chính mình cùng với Khổng Tuyên cùng nhau động thủ, có xác suất nhỏ sẽ kinh động cao thủ xiển giáo đến đây can ngăn. Nhưng Triệu đại gia giáng xuống từ trên trời, quả thật có một chút vượt quá tưởng tượng. Ngũ sắc thần quang của Khổng đại tỷ ca, Định Hải thần châu của Triệu đại gia, hai đại cao thủ hồng hoang cấp độ đỉnh tiêm dưới thánh nhân, cầm hai loại thần thông, pháp bảo tuyệt cường, đồng thời chơi ngáng chân đối với Nhiên Đăng đạo nhân. Có sao nói vậy, 24 chư thiên của Nhiên Đăng đạo nhân không có 24 viên Định Hải thần châu thôi diễn, căn bản cũng không hoàn chỉnh. Nhưng Nhiên Đăng hiện tại là phó giáo chủ xiển giáo, đúng như Lý Trường Thọ nói trước đây, coi như cơ hội lại tốt hơn, cũng không thể thật sự tiêu diệt Nhiên Đăng. Tối thiểu là không thể do đệ tử đạo môn động thủ. Trước đây Lý Trường Thọ đã từng cân nhắc mượn đao giết người, ra tay đánh bay ngọn linh cữu bảo đèn kia hai lần liên tục, cũng là vì để làm nền, nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng hố Khổng Tuyên. Ý nghĩ trong đáy lòng hơi đổi, Lý Trường Thọ truyền âm vài câu cho Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, ba đạo thân ảnh đồng thời tiến về phá Nhiên Đăng. Chẳng qua là, lúc này Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh giống như tản bộ nhàn nhã, Khổng Tuyên lại là dùng ngũ sắc thần quang bay đến với tốc độ cao nhất. Vọt tới bên người Nhiên Đăng, chỉ cách khoảng cách một trượng, ngũ sắc thần quang bắt đầu không ngừng phóng thích. Lúc Lý Trường Thọ cưỡi mây bay nhanh về phía trước, trong miệng không quên hô hào, thần thông cực tốc của Khổng Tuyên đạo hữu thật sự kinh người, không đuổi kịp a không đuổi kịp. Lúc Triệu Công Minh rơi nhanh xuống phía dưới, cũng là liên tục cảm khái, thần thông phượng tộc, quả thật phi phàm. Khổng Tuyên đạo hữu hạ thủ lưu tình, không thể giết phó giáo chủ xiển giáo. Ừ. Khổng Tuyên dùng giọng mũi nặng nề biểu đạt sự của bất mãn chính mình, ngũ sắc thần quang tiếp tục xoát loạn đối với Nhiên Đăng. Phong tu vi, phong cảm giác, lục soát bảo vật. Không bao lâu, phía sau Khổng Tuyên thêm một vài món linh bảo, một đống bảo tài nhỏ. Một môn thần thông tuyệt sát, vào giờ phút này lại bị xem như diệu thủ không không để dùng. Những linh bảo này, phần lớn đều là linh bảo hậu thiên bình thường, còn có mấy món linh bảo tiên thiên linh tính kinh người. Ví dụ như chuỗi tràng hạt 108 hạt châu này, còn có một chiếc bình bát vàng tím, cùng với hai viên bảo châu ẩn chứa đạo vận kinh người, vân vân. Lúc Khổng Tuyên soát ra những thứ này, biểu tình vẫn luôn duy trì tràn đầy ghét bỏ, mặc dù không ngừng ra tay, nhưng căn bản không để ý đến đồ vật soát trở về, trực tiếp ném về phía sau. Phía dưới, chúng tiên đạo vi tiên tông cùng với chúng tiên độ tiên môn, ngửa đầu nhìn một màn đang phát sinh này,
cái cằm như muốn rớt ra. Đây là tình huống gì? Đại năng viễn cổ, đại lão đạo môn, phó giáo chủ xiển giáo, nhiên đăng đạo nhân cùng thế hệ với tam thanh lão gia. Vào giờ phút này liền nằm ngang ở trên đỉnh đầu bọn hắn, bị định hải thần châu định, bị ngũ sắc thần quang soát, trừ áo bào trên người. Túi chữ vật đều đã sắp bị soát hết, lúc này có ai không nhìn ra. Ngày hôm nay đây là nhân giáo thủy thần, tiệt giáo công minh, phượng tộc khổng tuyên, ba người liên thủ, hợp lực âm nhiên đăng một phen. Hết lần này tới lần khác, lúc này ra tay chủ yếu, vẫn là vị khổng tuyên thần thông quảng đại kia, hai vị khác đều là đáng kêu những lời như đừng đánh nữa đạo hữu bỏ qua cho gã đi. Chuyện này, đại lão thượng tầng hồng hoang đều là không muốn mặt như vậy, khục, đáng yêu như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút, mới vừa rồi còn là nhiên đăng đạo nhân ra tay đối với khổng tuyên trước, bây giờ bị đánh trả cũng không có gì lạ. Khó xử lý duy nhất chính là lúc này cũng coi như đánh mặt xiển giáo. Nếu nhiên đăng không có danh tiếng phó giáo chủ xiển giáo, vào giờ phút này chỉ sợ là đã bị ngũ sắc thần quang kia trực tiếp nướng. Trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu đứng chắp tay, khẽ khẽ thở dài, truyền âm nói đối với vong tình thượng nhân ở bên cạnh. Phú quý, chênh lệch giữa chúng ta và cao thủ chân chính, xa xa không chỉ là tu vi. Không sai. Vong tình thượng nhân nhìn chăm chú vào ngũ sắc thần quang không ngừng xuất hiện kia, ai nói thần thông không bằng pháp bảo. Chúng ta xác thực kém quá nhiều, lại tiếp tục tu hành đi. Không, cụ khụ. Quý Vô Ưu lắc đầu một hồi, truyền âm trả lời, loại thần thông này chủ yếu là dựa vào thiên phú, tu hành cũng không thể tu hành đến. Ta nói đến chính là mưu tính chi đạo, cùng với dứt bỏ đối với mặt mũi. Nhìn đi, thủy thần cùng với công minh tiền bối muốn ngăn cản vị đại năng phượng tộc này, tiếp tục diễn trò, cũng không biết tiếp theo bọn họ sẽ dùng dạng biện pháp gì để kết thúc. Vong tình thượng nhân ngẫm nghĩ, truyền âm trả lời, trưởng môn, thủy thần tiền bối có thể sẽ giết vị phó giáo chủ này hay không? Tuyệt đối không thể. Khóe miệng của Quý Vô Ưu lộ ra nụ cười thản nhiên, lúc này cũng không phải là viễn cổ và thượng cổ, có thể chế nhạo, có thể làm khó dễ nhiên đăng, nhưng bởi vì chức vụ phó giáo chủ là cầu được từ thánh nhân, giết nhiên đăng chính là xé mặt mũi của thánh nhân. Nếu chỉ bởi vì cãi vả mà giết phó giáo chủ xiển giáo, chuyện này chắc chắn sẽ khiến cho trên dưới đạo môn chấn động. Cho dù là thủy thần tiền bối cùng với triệu công minh tiền bối, cũng đều sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vong tình thượng nhân chậm rãi gật đầu, cẩn thận suy tư sự tình trong đó. Y tự nhận tu hành không coi là lâu, cũng không biết nhiều đối với những cong cong quấn quấn hồng hoang này, tất nhiên là không thể so sánh nổi với lão đơn vị chiến lực như trưởng môn. Lại nhìn trên bầu trời, Lý Trường Thọ tiện tay túm ngọn linh cữu bảo đèn kia, dùng tiên lực đưa trở về. Có thể cảm giác được, chi linh của linh cữu bảo này đèn đang điên cuồng kháng cự, hiển nhiên đây là bảo vật giao mệnh cùng với nhiên đăng, cũng không có cách nào thật sự bắt được. Như những vật khác, Lý Trường Thọ nhìn đống bảo tài nhỏ kia, vẻn vẹn chỉ là một khối nhỏ trong đó liền có giá trị phi phàm. Thế là bàn chân trượt đi, ai nha một tiếng tại không trung, ngã xuống phía sau khổng tuyên. Thật vừa đúng lúc, hắn ghé vào bên trên đống bảo tài nhỏ kia, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Đống bảo tài kia lập tức thiếu đi ba thành. Lý Trường Thọ tán thán nói, thần thông của khổng tuyên đạo hữu thật mạnh, không gian xung quanh cũng đều xuất hiện vặn vẹo thật lớn như thế. Khổng tuyên cười không nói, triệu công minh cũng ngoặt một cái trong không trung, phát huy ưu thế bản chất của chính mình. Lướt qua một đường vòng cung ưu nhã trong không trung, tinh chuẩn ghé vào bên trên đống bảo tài nhỏ kia, cũng là lập tức đứng dậy. Đám bảo tài nhỏ kia lại lập tức giảm bớt ba thành. Triệu công minh cau mày nói, quả thật lợi hại, định hải thần châu của bần đạo đột nhiên mất đi khống chế, xác nhận có liên quan cùng với thần thông ngũ hành của đạo hữu. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 675, Đạo nhân giấy hậu cần, 8. Khổng tuyên không khỏi có một chút giở khóc giở cười. Vị cao thủ phượng tộc này thoải mái xoay người lại, cùng với Lý Trường Thọ và Triệu Công Minh, cùng nhau nhìn những chiến lợi phẩm kia. Trong mắt khổng tuyên không có dao động gì, lạnh nhạt nói, hai vị, hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết tên nhiên đăng này. Không thể, đạo hữu không thể. Lý Trường Thọ nhìn tòa lưu ly bảo tháp kia, cầm không gian xích tiện tay gẩy một cái, đưa bảo tháp vào trong ống tay áo của mình. Hắn đây cũng không phải là ham bảo vật gì. Lưu ly bảo tháp mặc dù là một kiện linh bảo tiên thiên không tồi,
có thể công có thể thủ, nhưng là bảo vật mệnh chung của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh chính là thác tháp Lý Thiên Vương tương lai, thác chính là tòa lưu ly bảo tháp có thể chấn Na Tra này. Hiện tại Lý Tĩnh đang tu hành ở bên trong độ tiên môn, tòa bảo tháp này, Lý Trường Thọ cũng thừa dịp cơ hội lần này đoạt tới tay. Tiếp theo, liền có thể triệt để chặt đứt liên quan của vị thiên đình đại nguyên soái này cùng với Phật môn sau này. Đây chính là một lần dò xét ranh giới cuối cùng của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo. Huống chi, lưu ly bảo tháp chẳng là gì so với tháp đại gia của Thái Thanh lão gia. Triệu Công Minh ở bên cạnh thấy Lý Trường Thọ lấy đi lưu ly bảo tháp, lại không cảm thấy gì. Không có gì khác, những bảo vật này của Nhiên Đăng, ngoại trừ ngọn đèn không thể lấy đi kia, đều không có thứ khiến cho y coi trọng. Vừa rồi cầm bảo tài, cũng không phải là y tham những thứ này, một là vì có nạn cùng chịu với chuẩn muội phu nhà mình, hai là những bảo tài này cũng không phải vô dụng, có thể mang về cho các sư đệ sư muội tiệt giáo luyện bảo. Triệu Công Minh y căn bản không hứng thú đối với tài. Bảo tài Nhiên Đăng cất giữ đều là một chút hàng hiếm viễn cổ, thượng cổ. Nhưng nếu thực sự cầm những linh bảo kia, sẽ khiến cho người khác cảm thấy Triệu Công Minh y chưa thấy qua việc đời. Lập tức, Triệu Công Minh đỡ dâu lắc đầu, hơi chớp mắt đối với Lý Trường Thọ, liền cùng nhau tiến về phía Khổng Tuyên, một trái một phải chắp tay một cái, bắt đầu thuyết phục Khổng Tuyên hạ thủ lưu tình. Những bảo tài còn lại kia, tự nhiên là lưu cho Khổng Tuyên, đáng tiếc là bằng vào ngạo khí của mình, Khổng Tuyên nhất định sẽ không thu. Cũng tiện nghi cho Nhiên Đăng, lời nói của ba vị đại lão này, phiêu đãng trong tinh không. Đạo hữu, ngươi bây giờ đã là chiếm hết thượng phong. Triệu Công Minh nói, Nhiên Đăng dù sao cũng là phó giáo chủ xiển giáo, coi như cho bần đạo một chút mặt mũi, tha cho gã lần này. Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ngày hôm nay không đánh giết gã, ngày khác nếu gã lại đánh lén ta, chẳng lẽ không phải là tai họa? Đạo hữu không thể nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ ở bên cạnh vội vàng uốn nắn, ngày hôm nay là phó giáo chủ Nhiên Đăng ra tay với ngươi trước, ngươi cũng là không cam lòng chịu nhục, phẫn nộ đánh trả. Phó giáo chủ Nhiên Đăng là danh túc hồng hoang, đại năng đỉnh cấp, gã có thể không biết xấu hổ như vậy sao? Ngày hôm nay thua dưới tay ngươi, ngày mai lại đi đánh lén ngươi sao? Nếu là như vậy, đó chính là cố ý tổn hại uy danh xiển giáo, tổn hại danh dự đạo môn. Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên, nói, nếu như thế, ngày hôm nay xem ở bên trên mặt mũi của hai vị đạo hữu, liền không so đo nhiều với gã. Thình lình nghe oa một tiếng, lại là một trưởng lão xiển giáo ở phía dưới, lúc này tức giận khó bình, cúi đầu phun ra ngụm máu tươi. Khổng Tuyên đảo ánh mắt qua, chúng tiên đạo thừa xiển giáo phía dưới như lâm đại địch. Có một lão giả khuôn mặt đỏ lên, lập tức liền muốn tiến lên giận dữ mắng mỏ, nhưng bên người đột nhiên có mấy bàn tay lớn chụp qua, trực tiếp ấn lão giả này xuống dưới. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu, phía dưới đều là đạo thừa đạo môn chúng ta, để ta giải thích với bọn hắn vài câu. Khổng Tuyên đáp lời, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lập tức, Lý Trường Thọ chắp tay đối với chúng tiên đạo Vi Tiên Tông phía dưới, cất cao giọng nói, chuyện tối nay, các vị cũng coi như làm người chứng kiến. Phó giáo chủ Nhiên Đăng ra tay trước đối với Khổng Tuyên đạo hữu, lại bị Khổng Tuyên đạo hữu phản chế, cũng may được tiệt giáo Công Minh cứu. Ta là Thủy Thần Thiên Đình, ngày hôm nay nguyện làm người hòa giải giữa Khổng Tuyên đạo hữu cùng với Phó giáo chủ Nhiên Đăng, nhân quả giữa Khổng Tuyên đạo hữu cùng với Phó giáo chủ Nhiên Đăng sẽ kết thúc như vậy. Nói xong, Lý Trường Thọ xoay người, thu liễm lại ý cười, đội huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, cúi đầu thật sâu đối với phương hướng Côn Lôn Sơn, cất cao giọng nói, đệ tử cầu xin thánh nhân lão gia minh giám. Trước đây Phó giáo chủ Nhiên Đăng cùng với đệ tử bởi vì sự tình Long tộc mà ý kiến không hợp nhau, tạo nên thù hận, ngày hôm nay Phó giáo chủ Nhiên Đăng cố ý tính kế đệ tử mời hai vị bạn tốt đến trợ quyền. Đệ tử nghe theo lời dạy bảo của thánh nhân lão gia, luôn luôn ghi nhớ sự tình mà đệ tử đạo môn nên làm, tuyệt đối không có ý mạo phạm uy nghiêm của xiển giáo. Nếu thánh nhân lão gia có khiển trách, đệ tử sẽ tuân theo tất cả, không có quan hệ với hai vị bạn tốt của đệ tử. Lập tức, Lý Trường Thọ lại bái ba cái. Triệu Công Minh ở bên cạnh cũng tiến lên phía trước, mỉm cười hành lễ cúi đầu đối với Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên ngẫm nghĩ, cũng đi đến bên cạnh Lý Trường Thọ, vái chào đối với Côn Lôn Sơn, bình tĩnh cho biết tên họ, phượng tộc Khổng Tuyên, vô ý mạo phạm thánh uy. Ba người vái chào xong, một chùm hào quang màu tím đột nhiên bay tới từ phương hướng Tây Bắc. Uy năng của Định Hải Thần Châu bị hào quang hòa tan trong nháy mắt, hào quang này xen lẫn một loại đạo vận huyền diệu đến cực điểm nào đó,
hóa giải ngũ sắc thần quang phong tỏa Nhiên Đăng. Nhiên Đăng lập tức khôi phục tự do, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ra tay nắm chặt linh cữu bảo đèn của chính mình, trong mắt sợ hãi không chừng. Nhưng gã lúc này vẫn bị ngũ sắc thần quang phong bế tu vi cảnh giới, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Đây là Nguyên Thủy Thánh Nhân ra tay, nhẹ nhàng như vậy liền phá giải Định Hải Thần Châu cùng với ngũ sắc thần quang. Quả thực nhất định phải tính kế Khổng Tuyên mới có thể thủ thắng nhóm đạo nhân thối nào đó, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đúng vào lúc này, lại thấy một con bạch hạc bay tới từ phía tây, trên đó có một lão ông khuôn mặt kỳ lạ đứng. Vì sao nói là kỳ lạ? Cái trán của lão ông này như là bị người dùng tảng đá đánh sưng lên, toàn bộ nhô về phía trước. Trừ cái đó ra, lão ông cũng là mặt mũi hiền lành, cầm trong tay một cây trượng gỗ đào, bản thân không có nửa điểm đạo vận lộ ra ngoài. Quanh người lại có một loại khí tức tường hòa nào đó lưu chuyển, làm lòng người cảm thấy an bình thoải mái dễ chịu. Nam Cực Tiên Ông, đại cao thủ che giấu bên trong xiển giáo, là sinh linh cùng tu hành với thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong Tam Thanh Tiểu Viện, thực lực làm sao có thể yếu. Chương 676, Đạo Nhân Giấy Hậu Cần, 9. Tiên ông này híp mắt cười, cơ hồ đảo mắt liền tới phụ cận, cúi người vái chào với ba người Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên. Nam Cực Tiên Ông ấm giọng nói, bần đạo phụng lệnh lão sư, tới đón phó giáo chủ Nhiên Đăng trở về bên trong Ngọc Hư Cung, Thủy Thần Trường Canh, sự tình nơi đây ngươi tự xử trí là được. Lý Trường Thọ lại cúi đầu đối với Côn Lôn Sơn, đệ tử cảm tạ thánh nhân lão gia thông cảm. Nam Cực Tiên Ông cười nói, Trường Canh sư đệ, những năm gần đây lão sư thường xuyên tán thưởng ngươi, nhân giáo vốn không có nhiều đệ tử. Ngươi có thể phân ưu giải nạn vì đại sư bá, giúp đỡ thiên đình, hộ vệ trật tự thiên đạo, đều là sự tình tốt đẹp, là lương tài đạo môn. Nếu Trường Canh không có việc gì vào ngày thường, hãy đi vào bên trong Ngọc Hư Cung ngồi nhiều hơn một chút. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mấy phần vui mừng, lại vái chào đối với Nam Cực Tiên Ông, hô, đa tạ Tiên Ông sư huynh đề điểm, ta nhất định sẽ đến bái phỏng Côn Lôn Sơn khi có thời gian. Vẫn luôn không có thời gian. Thiện. Nam Cực Tiên Ông mỉm cười gật đầu, sau đó liền nhìn về Nhiên Đăng toàn thân chật vật ở phía bên kia. Dù tính tình của Tiên Ông ôn hòa, kiến thức rộng rãi, lúc này khuôn mặt hồng nhuận kia cũng không nhịn được rung động mấy lần. Dù sao cũng là đại năng viễn cổ, làm sao lại? Phó giáo chủ, chuyện hôm nay bất quá chỉ là hiểu lầm, hãy trở về Côn Lôn Sơn nghỉ ngơi đi. Vào giờ phút Nhiên Đăng này đã biết tình cảnh của mình, cưỡng ép duy trì chấn định, yên lặng thu hồi những bảo vật bày biện ở quanh người. Cũng không hỏi tháp của chính mình đi nơi nào, bảo tài vì sao lại ít hơn phân nửa, trực tiếp quay người bay về hướng Côn Lôn Sơn. Phó giáo chủ Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ đột nhiên cao giọng la lên một câu, nhận lấy thanh trường xích ở trong tay của Khổng Tuyên, dùng tiên lực đẩy qua. Ngài rớt cây thước, Nhiên Đăng vô thức nắm quyền, vào giờ phút này lại chỉ là quay đầu lại cười nói một câu, đa tạ. Nói xong, Nhiên Đăng thu hồi trường xích, xoay người sang chỗ khác, cùng nhau trở về Ngọc Hư Cung với Nam Cực Tiên Ông. Nhiên Đăng và Nam Cực Tiên Ông còn chưa bay xa, âm thanh nói thầm của Lý Trường Thọ không ngừng quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Ai, luận phần hàm dưỡng này, từ đầu đến cuối vẫn kém xa cao nhân tiền bối. Nhiên Đăng đưa tay đỡ lấy bộ ngực của chính mình, suýt nữa thổ huyết. Đợi Bạch Hạc chở Nam Cực Tiên Ông cùng với Nhiên Đăng biến mất ở chân trời, Lý Trường Thọ nhìn về phía Tiên Tông xiển giáo ở phía dưới, gọi ra một đám mây, mang theo Triệu Công Minh và Khổng Tuyên cùng nhau rơi xuống. Chúng tiên đạo vi Tiên Tông vào giờ phút này hoàn toàn không dám loạn động, vào giờ phút này bọn hắn bị ai phát hiện ra, lúc này Thủy Thần hoàn toàn có thể tùy ý ra lệnh đối với bọn hắn. Ngọc Hư Cung đạo vi tử chủ động nghênh đón, lộ ra nụ cười chân thành mang theo một chút sợ hãi. Lý Trường Thọ cũng không có làm khó đạo vi Tiên Tông, cũng không cưỡng ép can thiệp chiến sự Hồng Lâm Quốc. Khí vận Hồng Lâm Quốc vỡ nát, quốc vận đã không còn. Lý Trường Thọ có thể làm, chẳng qua là yêu cầu đạo vi Tiên Tông bắt đầu ước thúc hai bộ lạc kia từ lúc này. Ra lệnh không thể tạo nhiều sát nghiệt, gặp hàng không giết, lại bỏ qua huyết mạch của quốc vương Hồng Lâm Quốc. Trừ cái đó ra, đạo vi Tiên Tông chủ động tặng một vương quốc tại Trung Thần Châu mà bọn hắn khống chế cho Độ Tiên Môn. Lý Trường Thọ lúc này là dùng thân phận Thủy Thần Thiên Đình hoạt động, cho nên liền bảo bọn hắn đi tìm Độ Tiên Môn nói việc này, hai nhà chỉ cần không bộc phát xung đột, hắn liền sẽ không can thiệp nhiều. Xử lý xong việc này, ở ngay trước mặt mấy trăm tiên nhân của hai nhà tiên môn,
Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời đối với Khổng Tuyên, cùng nhau đáp xuống mặt đất với Khổng Tuyên. Lúc này, Liên Cân dùng thủy thần và bản thể để phân biệt. Bản thể vẫn luôn bảo hộ ở bên người Hữu Cầm Huyền Nhã, vái chào đối với đạo nhân giấy của chính mình và Khổng Tuyên, thuận thế thối lui sang một bên. Lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã cũng được Lý Trường Thọ truyền âm can dặn, đứng dậy, chống đại kiếm, vái chào đối với thủy thần. Đệ tử Độ Tiên Môn, công chúa Hồng Lâm Quốc Hữu Cầm Huyền Nhã bái kiến thủy thần. Ngày hôm nay Hồng Lâm Quốc gặp kiếp nạn này, Huyền Nhã thực sự không biết kế tiếp nên xử trí như thế nào, còn xin thủy thần giúp ta. Cho thiên đình một cái lý do nhúng tay vào sự tình phàm tục. Thủy thần ấm giọng nói, sự tình ngươi vì cứu người thân, liều mình không sợ chết, thẳng tiến không lùi, trước đây ta đã nhìn thấy. Thiên đình đang cần nhân tài giống như ngươi, không biết sau này ngươi có nguyện đến thiên đình hiệu mệnh. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩn ra. Vấn đề này, trước đây Lý Trường Thọ cũng không truyền âm căn dặn, nhưng đã cấp cho đáp án từ trước. Vô luận sau đó thủy thần hỏi cái gì, ngươi cũng đáp phải về núi xin sư phụ cho phép. Huyền Nhã cần về núi xin sư phụ cho phép. Tốt. Thủy thần mỉm cười gật đầu, hoàn thành hoàn mỹ mấy tầng tính kế trên người của Hữu Cầm Huyền Nhã, sau đó liền ra hiệu cho Hữu Cầm Huyền Nhã lui ra, đi về hướng chị dâu của Hữu Cầm Huyền Nhã. Đây mới là nhân vật mấu chốt tối nay. Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, ta chính là chính thần thiên đình, có thể cho ta cảm nhận đứa bé trong bụng ngươi hay không? Ừm. Nữ tử trẻ tuổi này cúi đầu đáp lại, nhanh chóng đứng lên. Hai mắt của Lý Trường Thọ nhắm lại, tay phải hướng đến bụng dưới của nữ tử, màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn tay. Chính là nó. Lý Trường Thọ đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, trong đáy lòng nổi lên đủ loại cảm ngộ, trong cõi u minh phảng phất như tồn tại một loại chỉ dẫn nào đó, chỉ rõ một con đường. Một lát sau, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cất cao giọng nói. Ta chính là thủy thần thiên đình, phụng lệnh Ngọc Đế Vương Mẫu, tạm xử lý mọi sự vụ thiên đình cùng với Đông Mộc Công. Thiên đạo xin nghe, ta có một chút thỉnh cầu. Ầm ầm. Một mảnh mây màu vàng bay tới từ chân trời, chậm rãi xoay quanh ở phía trên Hồng Lâm Quốc. Trong đó ẩn chứa lực lượng thiên đạo nồng đậm, làm cho chúng luyện khí sĩ có một chút khó chịu. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía vị phụ nhân trẻ tuổi này, cùng với mẫu thân Huyền Nhã ở bên cạnh, ấm giọng nói, hôm nay có lời thỉnh cầu của Huyền Nhã, ta sẽ cho các ngươi một trận cơ duyên. Ta có thể giao phó cho đứa bé trong bụng ngươi một đạo thiên mệnh, đứa bé và hậu nhân của đứa bé. Sẽ dẫn dắt bộ tộc Hồng Lâm Quốc các ngươi lập lại Tân Quốc, lại sẽ càng thêm hưng thịnh so với Hồng Lâm Quốc trước đây. Nhưng có ba phần khế ước, cần các ngươi tuân theo. Khế ước thứ nhất, bất luận quốc chủ nào của Tân Quốc cũng phải sống theo tuổi thọ nguyên bản, nếu không tuân theo thiên mệnh, liền hồn phi phách tán, không thể luân hồi. Khế ước thứ hai, Tân Quốc cần tôn thiên đế, tế thiên tự, tôn tổ tôn lễ. Khế ước thứ ba, quốc không thể dưỡng tiên sĩ, thiên đế tự nhiên sẽ che chở các ngươi. Có nguyện ý không? Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 677, Đạo Nhân Giấy Hậu Cần, 10. Phụ nhân trẻ tuổi kia cuống quýt nhìn về phía mẫu thân bên cạnh, người sau liền vội vàng gật đầu, vị phụ nhân trẻ tuổi này lập tức quỳ rạp ở dưới chân Lý Trường Thọ. Giản địch tuân theo ý chỉ của tiên nhân. Thiện. Tay phải của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng quét qua đối với phụ nhân này, đám mây vàng trên không trung kia tràn ra đạo đạo ánh vàng, đảo mắt liền hội tụ đến phần bụng của phụ nhân này. Một vết tròn vàng xuất hiện trên trán phụ nhân, nàng thấp giọng thì thào, cần đi về hướng đông. Khổng Tuyên đạo hữu, mời. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời đối với Khổng Tuyên ở bên cạnh, lại nói với hơn. Mười mấy vị phụ nhân này, vị này là thần điểu tiên nhân Phượng Hoàng nhất tộc, tiếp theo sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi đây. Bảo hộ Tân Quốc của các ngươi trăm năm, các ngươi cần dùng đồ đằng Tân Quốc để cảm tạ ân đức này. Phụ nhân trẻ tuổi kia cúi đầu nói, phải. Khổng Tuyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy bình yên, khẽ thở dài, chưa từng nghĩ, lại có thể nhanh như vậy. Đằng sau liền làm phiền đạo hữu vất vả. Lý Trường Thọ mỉm cười nói, Phượng tộc chúng ta, thiếu đạo hữu ân tình lớn lao. Đúng vào lúc này, Triệu Công Minh rơi xuống từ không trung, cười mắng một tiếng, làm sao lại đột nhiên nghiêm chỉnh như vậy, làm ta không thích ứng được. Ngày hôm nay thật sự thoải mái. Nếu đã xử lý xong chính sự, hãy tìm một chỗ gần đây cụng vài chén.
Lý Trường Thọ cùng với Khổng Tuyên đều xưng thiện. Khổng Tuyên dùng ngũ sắc thần quang bảo vệ hơn mười mấy vị phụ nhân Hồng Lâm Quốc này, bảo các nàng chỉnh đốn sơ ở chỗ này. Sau đó sẽ chạy đến tụ hợp, liên cung với Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh cưỡi mây rời đi. Bên trong xó xỉnh, Lý Trường Thọ cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhìn nhau, biểu tình của Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng có một chút kỳ quái. Sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã buồn bực nói, bản lĩnh của ta thấp, đi đến thiên đình có thể làm cái gì? Ai biết? Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, tâm tư của thủy thần thiên đình, ta cũng không thể đoán ra. Ha 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 ha, hiếm khi nhìn thấy Nhiên Đăng ăn thiệt thòi, khiến cho đạo tâm của lão ca vô cùng thư sướng. Thần thông của vị Nhiên Đăng này cũng không lợi hại, nhưng ngọn đèn kia xác thực bất phàm. Tại Đông Thắng Thần Châu, bên trong một nhà tửu lâu phường trấn, Triệu Công Minh đang vuốt râu cười to, áo giáp trên người không ngừng rung động. Ngồi ở chiếc bàn tròn tại trung tâm của căn phòng rộng rãi này, ba người họ có ba phong cách hoàn toàn khác nhau. Khổng Tuyên không nhiễm bụi bặm, ngạo nghễ trần thế, phảng phất như lúc hỗn độn chưa mở, hồng mông chưa định, là sinh linh đi ra từ trong hỗn độn hải, bản thân luôn có một loại khí chất thánh khiết, lạnh nhạt. Triệu đại gia tự nhiên vẫn là oai hùng khí khái như vậy, vào giờ phút này bởi vì tâm tình thư sướng, khóe miệng không ngừng tươi cười, cho người ta một loại cảm giác vui không hiểu. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngồi ở một bên, áo bào trắng tóc trắng tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nếu có người nhìn một cái, dường như liền có thể hiểu rõ toàn bộ vị quyền thần thiên đình bình thường này, nhưng lấy lại tinh thần, lại cảm thấy đây là một vùng biển mênh mông, thâm bất khả trắc. Ba người uống rượu nói chuyện phiếm ở chỗ này, tất nhiên là dùng đại thần thông che đậy thiên cơ, miễn cho chuyện phiếm bị người khác nghe. Khổng Tuyên hỏi, vị Nhiên Đăng này hẳn là rất không được chào đón ở bên trong đạo môn, không sai biệt lắm. Triệu Công Minh cười nói, vốn dĩ, tiệt giáo chúng ta cùng với xiển giáo, bởi vì lý niệm thu đồ của sư tôn cùng với nhị, sư bá khác biệt, lại thêm một chút ân oán mấy vị đại đệ tử tích lũy trước kia, thường xuyên sẽ có ma sát. Mỗi lần chỉ cần có một chút chuyện nhỏ, vị Nhiên Đăng này liền sẽ ở phía sau châm ngòi thổi gió, nói ngoa, khiến cho tiệt giáo chúng ta ăn không ít thiệt ngầm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, những cử động này của Nhiên Đăng, mặt ngoài nhìn như là chèn ép tiệt giáo, kỳ thực lại gia tăng mâu thuẫn ở giữa xiển tiệt. Vì vậy, một số người trong Tam giáo vì lý do phòng ngừa Tiên Tông Trung Thần Châu đấu đá với nhau, tổ chức đại hội nguồn gốc Tam giáo, nhờ vào đó chữa trị vết rách ở giữa xiển tiệt. Nhưng đáng tiếc, chung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng, thủy chung vẫn là lý niệm có một chút xung đột. Triệu Công Minh thở dài, từ rất sớm đã có người khẳng định, ở giữa xiển tiệt chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, nhưng lại không biết làm như thế nào mới có thể bù đắp. Không phải là có thủy thần sao? Khổng Tuyên khẽ hất cằm đối với Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh không nhịn được bật cười. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức, hơn nữa nhân giáo vốn là thừa hành thanh tĩnh vô vi, không dính nhân quả nhiều lắm. Hôm nay dạy dỗ Nhiên Đăng một lần, bên trong xiển giáo nhất định có sư huynh sư đệ có một chút phê bình kín đáo đối với chuyện này. Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ, ta sợ bọn họ cảm thấy đây là có người cố ý liên thủ, cố ý xa lánh xiển giáo. Lão đệ ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Kỳ thật sẽ không quá nghiêm trọng. Lý Trường Thọ nói, bản thân ta liền mang theo rất nhiều lập trường tiệt giáo, đây là chuyện trên dưới xiển giáo đều biết. Sau đó ta sẽ đi mời Huyền Đô sư huynh rời núi, đi vào bên trong Ngọc Hư Cung bái phỏng Quảng Thành Tử sư huynh, việc này tự nhiên có thể hóa giải. Khổng Tuyên ở bên cạnh đột nhiên hỏi, khi nào y đi? Chuyện này phải xem Huyền Đô sư huynh an bài như thế nào. Không có chuyện gì, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Khổng Tuyên bình tĩnh đáp lời, sau đó cầm lên tiên nhưỡng trước đây nhìn cũng không nhìn một chút nào, khẽ nhấp một hớp. Lý Trường Thọ thấy thế, bình tĩnh kéo chủ đề ra, hỏi Triệu Công Minh, lão ca không phải dẫn người ra ngoài du ngoạn sao, sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nghe lời ấy, sắc mặt của Triệu Công Minh lập tức có một chút ảm đạm, nhếch miệng muốn cười, nhưng chỉ cười được một nửa, liền hóa thành thở dài. Chuyện nam nữ, quả thật phiền phức hơn gấp trăm ngàn lần so với tu hành. Khổng Tuyên đột nhiên trở nên hào hứng, ở bên cạnh tử tế lắng nghe. Thực sự là hiếu kỳ thuần túy. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng biết ngay là như thế, mặt ngoài làm ra bộ dáng nhíu mày suy ngẫm, ấm giọng nói, lão ca đây là sao? Nếu có chuyện phiền lòng gì, không ngại thì cứ nói ra. Triệu Công Minh lắc đầu, ngẩng đầu uống một hớp tiên nhưỡng Lý Trường Thọ lấy ra, lẳng lặng không nói gì.
lớp học nhỏ của Trường Thọ, trong tình huống gặp một người bạn biểu hiện ra vẻ mặt buồn bã này, lại chủ động nói ra lời nói tóm tắt. Kỳ thật cũng không phải là đối phương không muốn nói việc này, mà là cảm xúc mở miệng không có đúng chỗ, muốn nhận được nhiều sự chú ý hơn vào trước khi giảng giải. Dưới sự im lặng giả tạo là một cơn sóng thần muốn nói chuyện. Lý Trường Thọ lo lắng hỏi, lão ca rốt cuộc là như thế nào? Không phải là đã xảy ra tranh chấp cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đó chứ? Chương 678, Đạo Nhân Giấy Hậu Cần, 11. Triệu Công Minh cười khổ, nhìn ly rượu trước mặt, nói, lão ca ta hiện tại cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào, nhưng ta và Kim Quang sư muội xác thực không thích hợp làm đạo lữ. Việc này truyền đi, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Kim Quang sư muội. Ai? Khổng Tuyên nói, sao phải để ý lời nói của người khác? Sinh linh chúng ta, tu hành lĩnh hội đại đạo mới là chuyện đúng đắn. Lời nói của đạo hữu có một chút không đúng lắm, ai có thể hoàn toàn không để ý đến lời chỉ trích của người khác? Lý Trường Thọ chen vào, nếu có người truyền ra tin tức giả Huyền Đô sư huynh kết thành đạo lữ cùng với một vị tiên tử nào đó. Hừ, Khổng Tuyên lãnh đạm nói, ta xem ai dám tung tin đồn nhảm sinh sự ở phía sau. Nhất định không thể để cho hắn sống. Đấy, chính là như vậy. Lý Trường Thọ chắp hai tay lại, lão ca để ý là đồng môn trên dưới tiệt giáo sẽ đối đãi với việc này như thế nào, cũng tương tự như Khổng Tuyên đạo hữu quan tâm Huyền Đô sư huynh. Bất quá là người bất đồng, sự tình bất đồng, trình độ chú ý của từng người có một chút khác biệt mà thôi. Khổng Tuyên giống như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu rõ gật đầu, cười nói, đúng là kiến thức của ta nông cạn. Triệu Công Minh đắc ý nói, nếu nói đến cách đối nhân xử thế, đệ tử đạo môn không có ai hơn lão đệ. Khổng Tuyên cũng rất là tán thành đối với chuyện này, nâng chén cùng uống với Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ trầm mặc, đây là lời khen. Được rồi, tối thiểu vẫn êm tai hơn so với tinh thông lõi đời, cáo giả. Một chén rượu vào trong bụng, Triệu Công Minh mở ra máy hát, nói rõ chi tiết những chuyện phát sinh giữa y cùng với Kim Quang Thánh Mẫu trong những năm ra ngoài du lịch này. Theo nguyên thoại của Triệu Công Minh mà nói, chính là lúc ở cùng với Kim Quang sư muội, bầu không khí đều hơi là lạ. Hai người không tìm thấy đề tài thích hợp, đều là dựa vào sự nhiệt tình và chủ động của Kim Quang Thánh Mẫu đối với Triệu Công Minh mới có thể duy trì trạng thái thân mật mặt ngoài. Triệu Công Minh cũng đã thử tìm một số chuyện lý thú để nói chuyện phiếm, nhưng chưa nói được vài câu, liền rơi vào ngưng trệ. Bọn họ đi đến mấy cái đại thiên thế giới du sơn ngoạn thủy, nếu như gặp được phong cảnh tươi đẹp liền ở lại một chút thời gian, vừa đi vừa nghỉ như thế, kết quả cuối cùng lại là tầm, cảnh không hiểu sao có một chút mệt mỏi. Triệu Công Minh vuốt râu lắc đầu, ta và Kim Quang sư muội thử tách ra mấy tháng, xem lẫn nhau phải chăng có chuyện muốn bày tỏ, nhưng khi gặp lại, lúc nói chuyện vẫn là không khỏi có mấy phần xấu hổ. Triệu Công Minh thở dài, thấp giọng nói, luôn cảm thấy, ở chung cùng với Kim Quang sư muội còn không nhẹ nhõm vui vẻ bằng ở chung với lão đệ ngươi. Lý Trường Thọ yên lặng bưng ghế lên, xê dịch sang bên cạnh, lạnh nhạt nói, lão ca xin tự trọng. Hừ, ta là đang so sánh. Triệu Công Minh cười mắng vài tiếng. Khổng Tuyên ở bên cạnh nghiêng đầu, buồn bực nói, đây là ý gì? Tại sao lại phải tự trọng? Ha ha ha. Triệu Công Minh buồn cười đến mức vuốt râu cười to, giải thích vài câu đơn giản về truyền thuyết thuần dương đạo nhân và trùng dương đạo nhân lưu truyền trong Hồng Hoang. Khổng Tuyên được mở rộng tầm mắt, lại không biết bình luận như thế nào. Lý Trường Thọ cười nói, lúc này lão ca có biết chính mình thích nữ tử nào? Biết. Triệu Công Minh cười nói, bản thân ta là không cần đạo lữ, bây giờ đạo tâm bị nhiễu loạn, đã là nhất định phải độ tình kiếp một lần. Nếu nhất định phải có đạo lữ, ta hy vọng nàng có thể ôn nhu như nhị muội, không có uy nghiêm như nhị muội, thông minh như tam muội, nhưng đừng có nghịch ngợm như tam muội. Nàng không phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì ta, và ta cũng không phải vì nàng mà thay đổi tính tình, trò chuyện với nhau không cần tận lực, nhìn nhau cười một tiếng trong lòng liền vui vẻ. Tốt nhất là có tu vi đạo cảnh gần với ta, như thế cũng có thể lý giải lẫn nhau, không có chuyện gì nói thì có thể nói một chút về đại đạo. Lý Trường Thọ cầm đũa ngọc gắp hai cọng rau xanh, đặt ở trong mâm trước mặt Triệu Công Minh, dặn dò, đừng chỉ uống rượu, ăn một chút đồ ăn đi, nếu không sẽ say đó. Mà thôi, Triệu Công Minh lắc đầu, nữ tử như vậy cũng xác thực quá khó tìm. Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, nữ tử như vậy, tiệt giáo không phải có mấy vị. Khổng Tuyên không nhịn được cảm khái,
Sau khi phân chia âm dương, thật sự quá phiền toái. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Lý Trường Thọ cười nói, còn đường tu đạo tìm chân lý cũng trở nên đầy màu sắc và thú vị hơn. Khổng Tuyên hỏi lại, chuyện yêu đương giữa nam và nữ có liên quan gì với đạo? Lý Trường Thọ nói, một chữ tình này từ trong bản chất có thể mượn để củng cố bản ngã, ngăn cản sự diệt vong của đạo. Không chạm bản ngã, chỉ sợ rất khó thành đạo chân chính. Nếu thành đạo chính là từ bỏ tâm trí và bản chất của mình, cần gì phải siêu thoát? Lý Trường Thọ cũng giống như là mở ra máy hát, quay xung quanh việc này chậm rãi nói, tính tình nếu như mất. Lời nói cử chỉ đều gần với đạo, đó bất quá là biến thành khôi lỗi của đạo, sao có thể xưng là thành đạo? Nếu có sinh linh hỏi, ta vì chuyện gì mà tìm thành đạo chân chính? Chúng ta tóm lại cũng không thể trả lời, là vì thành đạo, mà tìm thành đạo. Thành đạo là để không bị câu thúc, là không gì có thể tổn thương, nếu bản tâm không còn, sao phải cầu điều này? Cho nên, thành đạo là không bị đạo đồng hóa, không bị lẫn giữa đạo, không còn bị đạo vây khốn. Điển tịch đạo môn có lời, tam thi là bản ngã thiện ác, nhưng bản ngã thi không phải là chém ra đến, mà là như quần áo bình thường thoát ra. Cởi xuống chính là hư và ngụy, những gì còn lại là chính là bản và thật, đây mới là chảm tam thi siêu thoát. Nói đến việc này, nhược tâm thực chất vẫn còn giữ lại một phần tình niệm, một phần mong nhớ, có lẽ vào lúc chính mình sắp lạc ở trong đại đạo, có thể đạt được một phần chỉ dẫn trở về bản tính. Đây chung quy là chuyện tốt, cũng không phải là không có liên quan cùng với tu đạo. Để ta cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, Khổng Tuyên chậm rãi gật đầu, ngồi ở kia cẩn thận suy tư. Triệu Công Minh ở bên cạnh trầm ngâm đôi chút, hỏi, đây là đọc ở trên điển tịch nào, sao lão ca ta chưa từng thấy? Còn có, lão đệ ngươi đột nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy, lão ca quả thực có một chút không quen. Lý Trường Thọ im lặng, nhất định phải phá đám mới chịu sao. Đây bất quá là vì nhắc nhở Khổng Tuyên, chuyện nam nữ cũng không phải là không cần thiết một chút nào. Trước khi tu hỗn độn thể đến cuối cùng, sẽ rất dễ dàng trở thành khôi lỗi của đại đạo, đánh mất bản ngã. Nhưng nếu trong đáy lòng có lo lắng bên ngoài đạo, liền có thể chống cự đại đạo xâm nhập đối với bản thân tốt hơn. Quả thực là suy nghĩ nát óc vì sư huynh hậu viện động xuất cung nào đó. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, lão ca, ngươi cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đã tiến hành đến một bước nào rồi? Các bạn đang nghe chuyện sư huynh thực quá cẩn trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 679, Đạo Nhân Giấy Hậu Cần, 12. Cái gì bước? Cảnh giới ấm lên, Triệu Công Minh có một chút không rõ ràng cho lắm. Dắt tay, ôm nhau, hôn môi, động phòng, đã đến bước nào? Khuôn mặt mo của Triệu Công Minh đỏ ửng, thầm nói, hẳn là bước đầu tiên. Thỉnh thoảng, thế thì không có việc gì. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nếu ngươi đã đi hết 4 bước, còn nói tính cách không hợp nhau, ta quả thật là phải đi đến Bích Du Cung tố cáo ngươi. Triệu Công Minh mắng, ta cũng đâu có không chịu nổi như vậy. Đúng rồi, ngươi và nhị muội nhà ta lại đã đi đến bước nào rồi? Lần nào gặp nhau cũng trò chuyện, tản bộ, hẳn là vừa mới đi được nửa bước. Lý Trường Thọ bình tĩnh giải thích, lau đi hình ảnh đình nghỉ mát hiện ra trong đáy lòng. Chuyện riêng tư như thế này không tiện nói với người ngoài, nghe ngóng nhà người khác là đủ rồi. Triệu Công Minh ngẫm nghĩ, lại hỏi, lúc ngươi ở chung với nhị muội, có cảm thấy ngượng ngùng? Lý Trường Thọ cẩn thận nhớ một chút tình hình ở chung mấy lần, mỉm cười lắc. Đầu, chúng ta cho dù im lặng không nói chuyện mấy ngày mấy đêm, cũng vẫn cảm thấy có một chút hòa hợp. Ưng khục, lúc này Khổng Tuyên đã lấy lại tinh thần, nếu là như vậy, bần đạo có một yêu cầu quá đáng. Trước đây tự xưng là ta, lúc này lại đổi giọng là bần đạo, hẳn là đã đổi ý. Mời đạo hữu nói. Lần sau ngươi cùng với Vân Tiêu đạo hữu gặp gỡ, có thể để cho ta âm thầm quan sát hay không? Khổng Tuyên cũng biết yêu cầu này có một chút quá phận, giải thích nói, những việc này ta cũng muốn hiểu rõ hơn một chút. Mẫu thân ký thác hy vọng cuối cùng của phượng tộc lên trên người ta, bây giờ cảnh giới của ta đã rơi vào khốn cảnh. Tiên thiên hỗn độn bảo thể đã sớm không còn trợ lực, cũng nên xác định nên thuộc về âm hay dương. Lý Trường Thọ nghiêm trang lừa dối nói, đạo hữu có biết, ở trên loại sự tình chủng tộc sinh sôi này, nhân tộc chúng ta xem như là người trong nghề tại Hồng Hoang. Nhất là đệ nhất nhân tộc do Thánh Mẫu Nương Nương tự tay nặn ra,
tuyệt đối là nắm giữ chân ý sinh sôi nhanh chóng của nhân tộc. Nhân tộc càng là nhân vật chính bên trong thiên địa, nếu phượng tộc có thể kết thân cùng với nhân tộc, khí vận tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Khổng Tuyên không khỏi hỏi, vậy phải đi nơi nào mới có thể tìm đệ nhất nhân tộc? Đây không phải đúng dịp sao? Triệu Công Minh ở bên cạnh vỗ bàn một cái, tiệt giáo chúng ta liền có hai. Vị, ánh mắt của lão đệ ngươi vì sao lại dọa người như thế? Lão ca đã nói sai chỗ nào? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, vẫn nên nói chuyện làm như thế nào để giúp lão ca ngươi xử trí sự tình kế tiếp đi. Triệu Công Minh hơi chớp mắt, không rõ ràng cho lắm. Khổng Tuyên lại là híp mắt cười một tiếng, nói một câu, nếu có thể gặp lại Huyền Đô đạo hữu một lần liền tốt. Triệu Công Minh bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi xấu hổ vò đầu. Lý Trường Thọ cũng nhíu mày, trong đáy lòng tự có cân nhắc, ngày hôm nay chạm đến là thôi, không còn nói thêm về việc này. Làm như thế nào để giúp Triệu Công Minh giải quyết vấn đề, Lý Trường Thọ kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong phương án. Vào giờ phút này, hắn trực tiếp lấy ra một quyển trục, bắt đầu trình bày ý nghĩ của chính mình. Lúc này Kim Quang Thánh Mẫu cũng đã biết hai người không thích hợp làm đạo lữ. Lúc bọn họ trò chuyện với nhau tại bảo trì thưởng thức long trên Kim Ngao Đảo, đã từng định ra ước định, nếu cả hai cảm thấy không thích hợp liền không miễn cưỡng lẫn nhau. Con đường lui này, kỳ thật cũng là xuất ra từ cẩm nang Lý Trường Thọ cho Hỏa Linh Thánh Mẫu năm đó. Bây giờ Triệu Công Minh cùng với Kim Quang Thánh Mẫu đã tới mức độ này, Lý Trường Thọ lấy ra bộ phương án này, đã xem như công thành viên mãn. Trên đời sao có thể đều là người hữu tình thích nhau và hợp nhau, một nửa cảm xúc là về việc họ có thích khi còn trẻ hay không và liệu họ có phù hợp khi lớn hơn hay không, Hồng Hoàng cũng. Thế, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, đối với một bộ phận sinh linh mà nói, suy cho cùng, đó chỉ là một mong muốn tốt. Chẳng qua là, lão đệ, Triệu Công Minh trầm ngâm một tiếng, giải quyết chuyện chia ly như vậy có phải hơi cường điệu không? Bây giờ không ai biết rằng ta và Kim Quang sư muội. Lý Trường Thọ bình tĩnh nhắc nhở, chớ quên thần thông bảo động của Đa Bảo sư huynh. Triệu Công Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cái trán treo đầy vạch đen. Khổng Tuyên ở bên cạnh bấm ngón tay suy tính đôi chút, sau đó cũng là không nhịn được bật cười, liên tục nói thú vị. Bên trong động xuất cung, bên dưới bóng cây. Vừa thu hồi thái cực đồ, thanh niên đạo sĩ nào đó chuẩn bị tu luyện một lúc sau khi xem vở kịch, đột nhiên nhíu mày. Cơn gió hôm nay, tại sao lại? Bắt đầu huyên náo. Thương quốc sắp hưng khởi, đại kiếp phong thần sẽ còn xa sao? Bởi vì định ra ba phần khế ước với thủy thần thiên đình, chị dâu giản địch của Hữu Cầm Huyền Nhã đã đặt tên cho đứa con trong bụng là Khế. Nếu như ký ức Lý Trường Thọ suy tính ra không có phạm sai lầm, Khế hẳn là tổ tiên Thương Quốc. Tiếp theo chỉ dẫn của thiên đạo, giản địch sẽ mang theo tàn chúng Hồng Lâm Quốc, đi tới Đông Bắc Bộ Nam Thiện Bộ Châu, thành lập quốc gia mới ở nơi đó. Thương đến canh mà hưng thịnh, Khế là tổ tiên Thương Quốc, canh là hậu nhân, cũng là trung chủ nhân tộc đời tiếp theo. Lý Trường Thọ mặc dù chỉ là căn dặn Khổng Tuyên, bảo vệ Tân Quốc trăm năm, nhưng nghe Khổng Tuyên nói, y xác nhận muốn ở lâu dài tại Tân Quốc. Phượng tộc hiện tại cũng chỉ có Khổng Tuyên và tiểu Khổng Tước kia, dọn nhà tất nhiên là vô cùng đơn giản. Hơn nữa phượng tộc bọn họ là dựa vào huyết mạch tăng thực lực lên, khí tức ô trọc phàm tục cũng vô pháp ảnh hưởng đạo cơ, ở trong thế gian 1.800 năm cũng không tính là đại sự gì. Lý Trường Thọ không khỏi hồi tưởng về quá khứ. Hắn cách đại kiếp phong thần, thế nhưng lại gần như vậy. Nguyên bản cảm thấy trong thế tục Nam Châu, Thương Quốc cái bóng cũng đều không có, vẫn là giai đoạn tiên triều san sát sau Hạ Quốc. Chúng tiên môn trung thần Châu lan tỏa lực ảnh hưởng của chính mình đến Nam Thiện Bộ Châu. Mệnh mạch trái phải của nhân tộc vẫn là một nhóm nhỏ nhân tộc nắm giữ lực lượng, đứng ở điểm cao nhất nhân tộc, vẫn là đạo môn. Phán đoán theo loại tình hình này, đại kiếp phong thần ít nhất cũng còn có mấy ngàn năm mới có thể đến. Không nghĩ tới, Lý Trường Thọ vẫn luôn đi tìm khúc nhạc dạo đại kiếp phong thần sắp đến, nhưng sự đáo lâm đầu, chính mình cũng trở thành một đoạn giai điệu ngắn trong đó. Loại cảm giác này cũng có một chút kỳ diệu, nhưng tương tự cũng làm cho Lý Trường Thọ có một chút phiền muộn. Hắn còn thật sự trở thành một viên gạch của thiên đạo Hồng Hoang, chỗ nào cần, liền bị thiên đạo chuyển về chỗ đó. Tiếp theo, nhất định phải bắt đầu trêu chọc thiên đạo, làm một chút thử nghiệm cuối cùng đối với ranh giới của thiên đạo. Thụ động chờ đợi từ đầu đến cuối cũng không ổn thỏa bằng chủ động ra tay. Chương 680, Đạo nhân giấy hậu cần, 13. Vào trước khi đại kiếp phong thần bắt đầu,
có thể hoàn toàn diệt sát Lục Áp hay không là kết quả sự tình Lý Trường Thọ muốn lấy được nhất lúc này. Nếu như không diệt được Lục Áp, vô luận là nhân tố gì dẫn đến, cũng đều chứng minh chính mình không có cách nào sửa đổi kết quả đại kiếp phong thần trên phạm vi lớn. Phương hướng cố gắng chính là bảo toàn Triệu Đại Gia cùng với Tam Tiên Đảo. Khục, đây là vì bảo toàn nguyên khí của đạo môn. Thọ bày ra khuôn mặt chính nghĩa. Nếu có thể thuận lợi diệt Lục Áp, đằng sau lại làm cho Na Cha và Ngao Bính chưa xuất thế, thành tựu một đoạn tình cảm huynh đệ kinh thiên động địa. Lý Trường Thọ vẫn thật sự dám đưa Tây Phương Giáo lên trên phong thần bảng, bảo lưu một nhóm đại cao thủ cho đạo môn. Về phần lên thiên đình đạt chức vị chính thần, có khả năng sẽ làm cho phương Tây ảnh hưởng đến sự tình thiên đạo vận chuyển. Chỉ cần cho phương Tây một phần nhỏ thần vị không trọng yếu liền có thể giải quyết, thần vị quan trọng tự nhiên vẫn là phải do cao thủ đạo môn cầm giữ. Không có gì khác, đáng tin cậy mà thôi. Ví dụ như chính thần đấu bộ bên trong 8 bộ chính thần, có thể đưa thần vị đấu bộ bình thường cho người phương Tây. Sau đó do cao thủ đạo môn, đảm nhiệm phụ trách quản lý thần vị chúng thần chính thần đấu bộ. Dù sao thì sau khi Tây Phương Giáo bị ép cải thành Phật môn, nhiều Phật, Bồ Tát nhàn rỗi như vậy cũng là nhàn rỗi, cũng không có trợ giúp gì đối với thiên đạo vận chuyển. Có sao nói vậy, từ góc độ giảm bớt gánh nặng cho đạo tổ lão gia, cân nhắc từ góc độ ổn định thiên địa. Đặt phương Tây vào phạm vi ứng kiếp đại kiếp phong thần là một điều rất cần yếu, lại rất có ý nghĩa. Tất nhiên, đây chẳng qua là ý nghĩ viển vông, là trạng thái lý tưởng nhất. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ nhất định phải cân nhắc càng nhiều cục diện không lý tưởng. Tức là, chính mình không có cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào tại đại kiếp phong thần, hoặc là chính mình lúc này sở tác sở vi. Hết thảy tính kế đều đang thúc đẩy kịch bản hướng về đại kiếp phong thần nguyên bản mà đi. Như vậy Lý Trường Thọ liền không thể không làm một phần chuẩn bị cuối cùng. Bên trong cố sự phong thần nguyên bản, Triệu Công Minh bỏ mình, Tam Tiêu giận dữ bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, lột hơn phân nửa đạo hạnh tu vi của thập nhị kim tiên, dẫn tới thánh nhân ra tay. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu bỏ mình, hồn phách tiến vào phong thần bảng, Vân Tiêu tiên tử bị lão tử dùng càn khôn đồ quyển trấn trụ, trấn áp ở dưới Kỳ Lân Nhai tại Côn Lôn Sơn. Quả nhiên, sau đó vẫn phải đi đến Kỳ Lân Nhai bố trí một phen, cùng với xiển giáo cũng nhất định phải phát triển một chút tình hữu nghị, tốt nhất là khiến bọn hắn thiếu, chính mình ân tình. Đến lúc đó nếu thật sự tính kế phong thần thất bại, chính mình cũng có thể mời người phụ một tay, cứu Vân Tiêu tiên tử ra từ dưới Kỳ Lân Nhai. Bất quá, tâm thần của Lý Trường Thọ chuyển về bản thể, nhìn Lạc Bảo Kim tiền lẳng lặng nằm bên trong túi trữ vật của chính mình. Phong thần, nếu như không thể sửa. Lại nói đến hóa thân thủy thần của Lý Trường Thọ, uống rượu nói chuyện phiếm cùng với Khổng Tuyên, Triệu Công Minh, đang đến lúc vô cùng hào hứng. Vương Đô Thành Hồng Lâm Quốc, yên tĩnh trở lại một lần nữa. Đại bộ phận tiên nhân độ tiên môn đã trở về sơn môn, chỉ có mấy vị thiên tiên mang theo hơn 30 chấp sự chân tiên. Trấn an người bị thương, cứu trợ phàm nhân ở trong thành, cũng giúp đỡ Hữu Cầm Huyền Nhã lo việc gia đình. Có một câu của Thủy Thần Thiên Đình, Đạo Vi Tiên Tông tự nhiên không dám làm khó Sử Vương tộc Hồng Lâm Quốc, lại chủ động ước thúc đại quân hai bộ tộc giảm dần thế công. Mẫu thân của Hữu Cầm Huyền Nhã cũng coi như rõ lý lẽ, cũng không đề ra bất luận yêu cầu dư thừa gì. Biểu thị nhiều lần thoát chết, có thể kéo dài huyết mạch đã là chuyện may mắn lớn nhất. Nàng chẳng qua là sai người mang theo một ít tài vật bên trong cung, mang theo mấy cái gia tộc trung thành cảnh cảnh đối với vương tộc Hồng Lâm Quốc. Mấy ngàn binh tướng, thu thập một bộ phận tài vật vương tộc, rời khỏi vương đô thành trong đêm. Có không ít phàm nhân bên trong thành bởi vì khủng hoảng chiến sự mà tự phát đi theo, cuối cùng cũng là hội tụ hơn 10 vạn người. Những thứ này đều là căn cơ ban đầu của Thương Quốc. Trường Thọ sư huynh. Bên tai truyền đến tiếng kêu gọi nhẹ giọng, hơn phân nửa tâm thần ký thác vào trên người đạo nhân giấy thủy thần. Lý Trường Thọ đang thảo luận làm như thế nào xử lý đại điển chia tay cùng với Triệu Công Minh, rời một bộ phận tâm thần trở lại lân cận hoàng cung, chậm rãi mở mắt ra. Hữu Cầm Huyền Nhã đã đổi lại váy dài màu đỏ, giống như ánh bình minh lúc tảng sáng, bay tới từ giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống trước người Lý Trường Thọ. Sau đó hé miệng, có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ hỏi, sao thế? Lại gặp việc khó gì à? Cũng không. Hữu Cầm Huyền Nhã truyền âm nói, gia đình gặp biến cố không may như vậy, ta muốn bồi mẫu thân thêm một thời gian. Nhưng mẫu thân lại bảo ta lập tức trở về bên trong môn phái, nói ta không nên có quá nhiều liên lụy với phàm trần. Mẫu thân ngươi nói không sai. Lý Trường Thọ nói,
tu vi cảnh giới của ngươi còn không tính quá cao, đạo tâm vẫn dễ dàng bị chọc khí phàm tục ô nhiễm như cũ. Bốn chữ chặt đứt trần duyên này, đồng dạng là nói dễ khó làm. Nếu ngươi muốn ở lại phàm tục mấy năm, ta sẽ đi giúp ngươi khuyên mấy câu. Không cần, bây giờ ta sẽ trở về trong núi. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía thành trì đã tạm không còn khói lửa, lẩm bẩm nói, sau đó ta còn phải đi đến thiên đình cầu kiến. Thủy thần đại nhân, tối nay, ân cứu mạng của thủy thần và sư huynh cũng không biết nên như thế nào mới có thể hồi báo. Trận chiến độ tiên môn mai phục yêu tộc lần trước, nàng đã biết thủy thần chính là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói, trong lòng không cần phải có áp lực như vậy, nếu như ngày mai ta gặp được phiền phức, ngươi cũng có thể đứng ra vì ta, kỳ thật như vậy đã đủ rồi. Huyền Nhã tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư huynh. Lúc nàng nói lời này, con ngươi thật sự còn muốn lóng lánh hơn so với sao trời lộng lẫy nhất. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được tâm cảnh của Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này so với trước tối nay thêm một thứ gì đó, cũng mất đi thứ gì đó. Nếu như nàng có thể mượn cơ hội này, đạo tâm có thể lột xác, đó cũng là một chuyện tốt. Trong đáy lòng nổi lên một chút ý nghĩ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, có muốn đi theo ta đến địa phủ một chuyến? Hiện tại liền lên đường sao? Hữu Cầm Huyền Nhã không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ chậm rãi mở tay trái ra, lộ ra hai khỏa nhiếp hồn châu, bên trong một viên nhiếp hồn châu trong đó, tràn ra một chút nghiệp chướng. Hữu Cầm Huyền Nhã liếc mắt nhìn liền nghẹn ngào hô, phụ vương. Các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.